Tình hình là ở đây đang mưa các bác ạ. Mưa này là mưa nửa đêm chắc như đã tạnh. Bây giờ là đến giờ khoan rồi. Bây giờ đang chuẩn bị đi khoan đây này. Khoan đánh mủ này. Đang chuẩn bị đồ nghề này. Đây là ống này. Cắm này, đây là khoan. Khi mưa ấy là mình phải lấy cái túi bóng này là mình bọc như thế này nhá. Bọc thế này. Bọc là mình nhớ là mình buộc ở đây nhá. Còn buộc đây là mình cứ mình khoan, nghĩa là máy khoan nó quay mạnh ấy là cái vòng tua nó quấn luôn cả bịch ni lông vào ấy. Rồi, chuẩn bị đi khoan này. Là làm một áp khí này ấy là mình mưa gió ấy, là mình vẫn phải làm, nó đến cữ khoan là mình phải đi khoan. Không khoan đấy là mình bơm khí vào rồi ấy, nên là mình bỏ cữ lâu ngày quá nó rộp ra ra đấy. Cho nên là làm khí này cực nhất là mùa mưa này, mưa gió vẫn phải làm. Khi thời tiết mưa ấy là mình khoan, cách khoan là như thế này này, là mình lật cái tô này ra, lật cái nắp cái tô ra, nước có nếu mà có ở trong đây ấy là mình đổ đi, xong cái là để cái tô vào như thế này là mình bắt đầu mình bấm mình khoan, đây bấm khoan như thế này này, bấm khoan này cái là mình xem có dăm trong đấy mình hất ra làm cắm ống ở đây, cắm là phải vuông góc 90 độ nhá. Cắm một góc 90 độ là nước nó chảy vào đây này, nó không theo ống vào. Còn những có những cái ống như thế này này, đấy là mình phải giật hết đi. Không là nước ấy, nó chảy theo cái ống này này, nó vào tô. Đó, và như thế này là nãy nước, bây giờ nước rõ âm rồi này. Đấy, và cái kiềng vạn năng của mình ấy là nó hở cổ đây này. Đó, hở cổ đây là nước mưa nó chảy qua đây là nó chảy đi, là nó không tô nó không bị sát vào, là nước tỷ lệ nước là nó không vào được, cho nên là cái lợi ích của cái kiềng vạn năng này là như thế, là mưa gió thì mình cũng làm được. Và mình khoan cắm ống này là mưa cỡ nào cũng chấp luôn, trừ trường hợp gió to quá bay nắp cái tô này đi thì mới thất thủ thôi. Đây những cái ống như thế này ấy, những cái ống như này là nếu mà mưa to ấy, nước mưa là chảy vào đây này, đấy chảy theo cái ống này vào tô, chảy ghê lắm, đầy bát luôn ấy. Là cái ống này mình ngắt hết đi. Đây, như ở đây này mình khoan cố đây đường thoát này, đó khoan nghĩa là cắm phát ống cứ cắm vuông góc 90 độ rồi, đó, có cái ống trên này cũng phải ngắt đi luôn. Sau là cứ thế là lấy cái nắp keto này là đậy vào là 100%. Để kiểm tra lúc nãy vừa khoan xong hết một hàng, giờ về kiểm tra này, bây giờ cũng đang mưa này, mưa nó không mưa to nữa đó. Đây nước mưa là nó không chảy theo ống vào nhá. Đây nước mưa là bao nhiêu nước mưa là nó chảy qua đây này, chảy qua đây là mình cắm cái ống vuông góc 90 độ như này này, thế là nó chảy theo đây xuống đây hết, nhìn thấy dòng chảy này, đấy nước mưa chảy này, đấy là nó không chảy theo ống vào. Cho nên là cắm ống là phải đúng 90 độ này mới được. Chẳng hạn có những dâu như thế này này, nếu mà mưa to nhá, mưa to là mình giật đấy, còn để cái dâu mủ như thế này ấy là nó vẫn bị nước vào ấy, mưa to quá ấy. Mưa nhỏ này không sao, cho nên là mình giật đấy, mình phải rút cái này ra. Đấy, nước mưa ấy, nó thấm vào cái lỗ này là không quan trọng gì, nó không bị ảnh hưởng, không bị suy tuyến mủ.